Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày mai khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời có nắng đẹp ủng hộ cho du khách hành hương về quê bác nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của người. Trong khi đó thì ở Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận tiếp tục có mưa nhiều về chiều tối. Dự báo là ngày mai mưa ở khu vực Tây Nguyên cũng như là từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận sẽ tập trung vào chiều tối, cục bộ sẽ có những nơi mưa to đi kèm với nguy cơ về sấm sét và gió giật nguy hiểm. Trái lại ở Bắc miền Trung thì tại Huế và Đồng Hới chỉ có mưa rào nhẹ thoáng qua, đôi lúc có khoảng nắng với nhiệt độ ban trưa và khoảng là 29 độ. Còn Thanh Hóa, Vinh và Hà Tĩnh nắng giáo cả ngày từ 28 cho đến 30 độ. Tháng 5, sen quê Bắc vào mùa ra bông khoe sắc hương thơm ngát. Đúng vào ngày sinh nhật của người, thì thời tiết lại đẹp, nắng giáo cả ngày với nhiệt độ không quá 29 độ, ủng hộ cho du khách về thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hương tưởng nhớ người. Tiết trời nắng giáo không kéo dài lâu, chỉ ngay sau sinh nhật Bắc một ngày thì trời sẽ chuyển mưa rông rải rác và kéo dài đến hết tuần sau. Thời điểm này ở Bình Thuận thì cũng sẽ có mưa liên tục nhưng mà thường chỉ tập trung vào chiều muộn. Riêng có thứ hai tuần sau thì mưa có thể xuất hiện xảy ra bất chợt trong ngày và về nhiệt độ thì vào khoảng là 30 cho đến 33 độ. Mỗi năm cứ vào độ tháng 5, tháng 6, Bình Thuận lại có một mùa hoa bằng lăng đầy lãng mạn và thơ mộng, nhuộm tím khắp cung đường. Mùa bằng lăng chỉ kéo dài khoảng từ 1 đến 2 tháng là tàn. Vậy nên du khách hãy tranh thủ khoảng nắng giáo để ghi lại những bức hình lúc hoa đang đẹp nhất. Đi qua thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông vào mùa này thì khắp nơi đều ngập tràn sắc vàng của cây mùa hoàng yến. Màu sắc này từ lâu đã tạo nên nét đặc trưng của thành phố trẻ. Tại Đắk Nông, cả 7 ngày tới, phần lớn thời gian trong ngày sẽ đều là tạnh giáo, có nắng. Không khí rất dễ chịu với mức nhiệt độ vừa phải, khoảng là từ 26 cho đến 29 độ. Đến chiều muộn riêng có thứ tư là không mưa, còn lại thì trước đó hôm nào cũng có mưa xuất hiện trong mưa có thể đi kèm với sông gió mạnh. Những du khách yêu thích trải nghiệm du lịch sông ở thành phố Hồ Chí Minh dịp này, thời tiết không ấy ủng hộ, bởi những ngày tới ở thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nào cũng sẽ có mưa xuất hiện về chiều tối, có hôm còn có mưa nặng hạt. Trước khi mà có mưa thì ban ngày từ sáng đến tầm 15 16 giờ chiều, trời sẽ nắng ráo và nhiệt độ không vượt quá ngưỡng 33 độ. Về đêm mát mẻ trong khoảng là từ 25 cho đến 27 độ. Thủ đô Hà Nội cũng có nắng giáo nốt ngày mai. Sau đó thì từ chiều tối thứ sáu mưa có thể xuất hiện và kéo dài sang cả tuần sau. Lưu ý là cường độ mưa trong ngày thứ hai đầu tuần tới khá lớn, có lúc mưa to dồn dập. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.